Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, Israel đã nhiều lần đe dọa nếu như tên lửa S-300 hoặc máy bay chiến đấu của không quân Syri dám bắn vào không quân Israel thì ngay lập tức họ sẽ bị tiêu diệt. Và đây hoàn toàn là một tuyên bố mang tính chất gian đe của người Israel. Vào sáng ngày 5 tháng 6 năm 2020, không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria gần thị trấn masiat tại vùng nông thôn phía tây tỉnh Hama. Trong cuộc tấn công mới nhất này, máy bay chiến đấu của không quân Israel vẫn sử dụng chiến thuật dùng không phận ly băng làm bàn đạp, lợi dụng các dãy núi cao của thung lũng bê qua để che giấu đội hình, từ đó phóng tên lửa từ xa. Mặc dù hệ thống phòng không Syria đã đánh trả quyết liệt, nhưng đã quá muộn. Một điều đáng chú ý là kể từ khi máy bay trinh sát điện tử IL-20 của phía không quân Nga bị trúng nhầm tên lửa S-200 của phòng không Syria. Nga đã viện trợ tên lửa phòng không S-300 cho Syria và số vũ khí này đã được triển khai chiến đấu. Nhưng một lần nữa, S-300 lại giả vờ bị điếc và cầm, trong khi các hệ thống phòng không khác lại không thể đánh chặn được. Cuộc không kích của Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho phía Syria. Chuyên gia quân sự cho rằng, ngoài việc tấn công các mục tiêu quân sự nhạy cảm của lực lượng chính phủ Syria, lực lượng không quân Israel còn có ý định kích động tên lửa S-300 để xem mức độ sẵn sàng và quyết tâm chiến đấu của cả vũ khí và kíp chiến đấu. Tuy nhiên, lực lượng phòng không của Syri tha chịu nhục hơn là phóng đạn rồi để bị tiêu diệt. Nguyên nhân tên lửa F-300 của Syri không phóng đạn đánh trả máy bay của Israel được cho là máy bay chiến đấu của Israel đã sử dụng không phận li bằng để tiến công chứ không xâm phạm vào lãnh thổ Syri. Do đó rất có thể tên lửa phòng không F-300 của Syri không dám bắn vào máy bay chiến đấu của Israel và chỉ có thể đánh chặn một cách chủ động những tên lửa được phát hiện. Hiệu quả của việc đánh chặn của các hệ thống phòng không của Syria sẽ không cao lắm vì các máy bay chiến đấu của Israel có thể chủ động chọn thời gian và hướng tấn công. Đồng thời, chiến thuật tinh quái của Israel cho phép họ có thể đánh sập hệ thống phòng không S-300 theo một kịch bản bất ngờ nhất. Giới quân sự tin rằng, trong cuộc đột kích vào sáng 5 tháng 6, nếu như tên lửa S-300 được phóng đi, máy bay chiến đấu của Israel đã răng sắn lưới lửa để úp còn hệ thống phòng không hiện đại nhất này của Syri. Theo một chiến thuật quen thuộc, phóng tên lửa mồi bẫy có tín hiệu giống máy bay chiến đấu của Israel. Khi mà tên lửa S-300 phóng đạn, lập tức dùng tên lửa hành trình hoặc bom có điều khiển để tiêu diệt. Tiếp đến là sau khi mà Moscow đã bàn giao tên lửa S-300 cho Damascus và hoàn thành khóa hấn luyện của kiếp chiến đấu. Nhưng trên thực tế, người Nga vẫn thông qua việc đồng bộ hóa của hệ thống chỉ huy tự động để quản lý toàn bộ loại tên lửa tiên tiến nhất này nếu không có lệnh của quân đội Nga thì lực lượng tên lửa phòng không S-300 tại Syria dù sao cũng không thể khai hỏa. Những yếu tố này đã khiến cho quân đội Syria thất vọng. Vì vậy, họ đang tìm cách mua tên lửa phòng không từ các quốc gia khác. Thậm chí có báo cáo cho rằng Iran có thể bán tên lửa phòng không tiên tiến của nước này cho Syria với giá rẻ. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Nga đã bàn giao chiếc Mỹ 29 thứ hai cho phía không quân Syria sau chưa đầy 2 tuần sửa chữa. Cũng có báo cáo cho rằng, ngoài MiG-29, Nga cũng đã chuyển cường kích bom số 24 sang phía Syri. Hiện nay cũng không rõ số MiG-29 này từng thuộc sở hữu của không quân Syri và sau đó được đưa tới Nga để đại tu, hay là Nga đã nâng cấp những chiếc MiG-29 của không quân Nga đã qua sử dụng và chuyển chúng sang Syri. Các chuyên gia cho rằng, những chiếc MiG-29 được nâng cấp này thì sẽ sớm đưa vào trực chiến, chủ yếu là do không quân Syri đã có nhiều năm kinh nghiệm sử dụng loại máy bay này. Do đó thì các phi công của không quân Syri có thể bay MiG-29 nâng cấp chỉ sau vài tuần huấn luyện. Tuy nhiên thì cũng giống như là tên lửa S-300, MiG-29 của không quân Syri cũng có thể chỉ là một vật trưng bày giống như là tên lửa S-300. Lý do không có khác, đó là không quân Syri yếu không dám tấn công máy bay chiến đấu của Israel và nếu dám bắn, chúng sẽ bị tấn công luôn vào ngày. Việc này cũng giống như việc sau khi bắn hạ một chiếc F-4E của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn đầu cuộc chiến không quân Syria đã phải giữ thái độ im lặng mà không dám bắn vào máy bay chiến đấu F-16 của phía Thổ Nhĩ Kỳ bay qua biên giới. Lý do là khi đối mặt với không quân Israel và Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh, không quân Syria dường như là bất lực. Các chuyên gia cho biết, mặc dù không quân Syria hiện nay có một số vũ khí như là tên lửa S-300 hoặc máy bay chiến đấu MiG-29, nhưng chúng vẫn còn quá yếu về số lượng và chất lượng, khó có thể làm khó dễ cho không quân Israel. Cùng với đó là thái độ lập lờ khó hiểu của Nga. Có thể, tên lửa S-300 của Syri chỉ tiến công các loại UAV và máy bay Mi-29 thực hiện tiến công các mục tiêu mặt đất với lực lượng nổi dậy chống chính phủ Syri mà thôi. Tuy nhiên cũng có nhận định chuyên gia cho rằng Mi-29 được cung cấp cho không quân Syri lần này kèm theo tên lửa không đối không cực mạnh R-77. Tiêm kích Mi-29 là một chiến binh đặc biệt trong cận chiến. Thậm chí, nó còn được so sánh với các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ như F-15, F-16 và FA-18 Super Hornet. Là một dòng máy bay tiêm kích hàng nhẹ, thế hệ thứ tư, MiG-29 có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 2.200 km trên giờ và tầm hoạt động là 1.500 km. Nó trang bị hỏa lực chính của máy bay là một pháo bắn nhanh 30 mm và 7 móc treo vũ khí cho phép lắp bom, tên lửa và thùng dầu phụ. MiG-29 sử dụng được 10 kiểu loại tên lửa, 4 loại bom, cùng thiết bị gây nhiễu. Mi 29 thì có khả năng bay kiểu rắn hổ mang trên không tạo ra lợi thế về chiến thuật, tên lửa bắn từ góc rất hẹp và khiến cho đối phương thực sự rất lo ngại. Nhược điểm rõ ràng nhất của Mi 29 là khả năng chứa nhiên liệu hạn chế. Mi 29 không có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và thùng chứa bên ngoài đã hạn chế cả khả năng cơ động cũng như là tốc độ của nó. Bên cạnh đó thì tầm hoạt động bị giới hạn của Mi 29 cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Một hạn chế khác của Mi 29 là hệ thống radar. Sada của MiG-29 thì có màn hình hiển thị kém, sau đó nhận định tình huống lại không tốt. Việc những chiếc MiG-29 của không quân Syri có loại tên lửa cực mạnh này thì có thể thay đổi cục diện trên chiến trường khi mà chúng có thể đối đầu với các chiến đấu cơ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và phía Israel. R-77 là tên lửa đối không tầm trung hiện đại nhất của Nga. Chúng là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong không chiến giữa các chiến đấu cơ. R-77 được trang bị radar dẫn bắn và chúng là một đối thủ trực tiếp của tên lửa AIM-120 của khối NATO. Với ưu điểm về tầm bắn và khả năng cơ động, R-77 tỏ ra là một loại vũ khí lợi hại nhằm tiêu diệt máy bay đối phương ngoài tầm nhìn. R-77 thì được bắt đầu phát triển vào những năm 1982 và bay lần đầu tiên vào năm 1984. Nó bắt đầu được trang bị dành cho không quân Liên Xô và Nga ngày nay với số lượng nhỏ do sản xuất chậm, do thiếu ngân sách. Điều này chỉ chấm dứt khi mà hợp đồng chế tạo số lượng lớn được ký vào năm 1993, ra mắt công chúng vào năm 1992 tại triển lãm hàng không Moscow. Tên lửa R-77 ngay lập tức đã bị phóng viên phương Tây gán cho biệt danh là Aramki, hàm ý nói rằng R-77 sao chép AIM-120 của Mỹ. Theo kỹ sư trưởng của Cục Thiết kế Vimpel, nơi khai sinh R-77, thì tên lửa này có thể sử dụng nhằm đánh chặn các loại tên lửa không đối không tầm trung lẫn tầm xa của Mỹ như AIM-120 và AIM-54 Phoenix hoặc các loại tên lửa phòng không như là hệ thống Patriot. R-77 cũng có thể tiêu diệt tên lửa hành trình và bom thông minh. Nó có thiết kế khí động học rất đặc biệt với bốn cánh dạng chữ nhật phát đầu cùng với bốn cánh nhỏ hơn ở dạng mát cáo phía đuôi tên lửa. Mỗi cánh lớn cũng có thiết kế khung. Bên trong có các miếng kim loại dạng lưới nhằm giúp tăng diện tích bề mặt cánh lái, tăng tốc độ bay mà vẫn giảm khối lượng. Về cơ chế tìm diệt, trong pha đầu sau khi được phóng, R-77 bay theo quán tính với dữ liệu về mục tiêu được cập nhật từ radar của máy bay phóng. Đến pha cuối, R-77 sẽ chuyển sang dùng radar chủ động của chính nó. Khi mà tiếp cận mục tiêu tại khoảng cách ngắn, R-77 sẽ kích hoạt chế độ chủ động. Radar của tên lửa sẽ lưu giữ thông tin mục tiêu đã được tính toán nhằm sử dụng để phòng trường hợp mục tiêu thoát khỏi khóa chết. Nếu đầu dò bị gây nhiễu, R77 lại chuyển sang chế độ thu động và lần tìm theo nguồn phát nhiễu để tiêu diệt. Nếu như công kích các mục tiêu không có khả năng cơ động tốt, bay ở đội cao lớn trong những trạng thái đối đầu, R77 có thể bắn từ cự ly khoảng 80 km. Đồ dò radar chủ động của tên lửa có tầm hoạt động 20 km. Ở tầm ngắn, R77 tiêu diệt được mục tiêu có khả năng cơ động lên tới 12G. Hiện nay thì đã có một số phiên bản nâng cấp của R77 và nó cải tiến động cơ ramjet nhiên liệu rắn để có thể phóng ở độ cao lớn hơn với tầm bắn lên tới 160 km và tức là gấp đôi so với phiên bản R77 đời đầu. R77 nhìn chung các phiên bản đều khá tương đồng về mặt kích thước với chiều dài 3,6 m, đường kính 200 ly, sải cánh là 350 ly. Chúng có trọng lượng từ 175 tới 226 kg tùy theo từng phiên bản. Đầu đạn của nó nặng 30 kg với đạn pháo mảnh nhằm công phá mục tiêu. Động cơ nhiên liệu rắn giúp chúng đạt vận tốc là Mach 4. Những chiến đấu cơ trang bị tên lửa R-77 sẽ trở thành thách thức lớn cho các chiến đấu cơ đối thủ. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.